Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ tối tại Cali. Và ở Việt Nam, đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi, chúng ta một lần nữa lại đến gần cuối tuần này các bạn. Hầu như là Thuận Dừa nói câu này, hôm nay chúng ta là một lần nữa đến gần cuối tuần thiệt rồi. Thời gian đó nó cực kỳ nhanh luôn và mới đây thôi chúng ta cũng đã gần kết thúc tháng 1 cho năm 2024 rồi. Ngày hôm nay đó thì chủ yếu là thường có nhiều tin tức không muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng đã tâm sự khá nhiều trong vòng mấy ngày qua rồi. Hôm nay thì sẽ chú tâm để mà chia sẻ tin tức với các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là về giá cả đó thì giá Bitcoin bây giờ vẫn ở mức là 40.000 đô các bạn. Hiện bây giờ là 40.157 thì cao hơn một chút so với ngày hôm qua. Giá cũng không thay đổi nhiều nhưng mà cũng có nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ cập nhật về cái dòng tiền như thế nào liên quan tới Bitcoin Spot ETF và dòng tiền nó đã chậm lại các bạn nhưng mà có nên quan tâm hay là không thôi cho chia sẻ với các bạn một số những chi tiết ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về một tin tức mà khiến cho nhiều bạn lo lắng đã có phải là chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị bán thêm Bitcoin hay không tại vì họ đã ra thông báo ngày hôm nay cái này nó có những như thế nào chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan tới ngày mai sẽ là cái ngày thật ra tôi nói ngày mai tại vì đó là ngày UTC nhưng mà sẽ là chiều nay tại Việt Nam các bạn chúng ta sẽ có cái số lượng option đáo hạn ngày hôm nay đây là cái số lượng option đáo hạn cuối tháng đầu tiên của năm 2024 và con số cũng không hề nhỏ nhưng mà quan trọng hơn nữa là cái điểm Max pen nó nằm ở đâu. Thôi cho chia sẻ về tin tức đó. Và chúng ta cũng có tin tức liên quan đến GDP ở Hoa Kỳ Thường chia sẽ chia sẻ ở cái phần cuối của video Đầu tiên hết tên thì ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua Cũng như ngày trước đó các bạn chúng ta lại nghe nói tới Rayscale đó cũng đã gửi mười mấy nghìn Bitcoin gì đó Lên trên Coinbase OTC Nhưng mà Bitcoin thì I don't care các bạn Bitcoin cũng chẳng quan tâm nữa Chúng ta cũng đã hiểu nhiều hơn Là thứ nhất là cái số lượng gửi này đó Không phải là tất cả đều gửi tên trên sàn Coinbase OTC Một phần được tách ra gửi vào một ví khác của Rayscale các bạn Và thứ nhì nữa tất cả đều xảy ra trên sàn OTC chứ không phải là xảy ra trên sàn spot thông thường. Tại sao mà chúng ta không thấy giá tiếp tục điều chỉnh xuống nữa? Có phải chúng ta đã thấy được là cái bên bán, cái lực bán đã giảm xuống nhiều rồi hay là không? Hay là không còn bao nhiêu lực bán nữa? Thì cái đó chúng ta không biết các bạn. Nhưng mà có một điều có thể là tại vì Jim Cramer các bạn. Jim Cramer ngày hôm nay tiếp tục nói về Bitcoin ở trên X các bạn. Và Jim Cramer ngày hôm nay lại nói là một ngày mới, một cơ hội khác để rút khỏi Bitcoin. Trong khi mà cái nhóm người lạc quan cố gắng giữ giá ở mức là 40.000 đô. Trước khi Barrett các bạn nói chung thì ba ngày liên tục Jim Cramer rất là Barrett rồi. Và chúng ta cũng đã nhớ là từ khi Jim Cramer chuyển Barrett một lần nữa thì giá đã giữ lại được rồi, không có xuống nhiều nữa. Và chúng ta cũng đã nhớ chuyện gì xảy ra cách đây khoảng chừng 2 tuần khi mà Jim Cramer nói Bitcoin là một cái phát minh vĩ đại liên hoạn đến công nghệ. Các bạn thấy là sau đó Bitcoin đã giảm xuống tại vì Jim Cramer lúc đó đã khen Bitcoin 2 ngày liên tục. Tôi cũng đã nói giờ với các bạn là wow Jim Cramer trước đó thì nói xấu về Bitcoin cho nên chúng ta mới có cái sự hồi phục từ cái mức là 15.000 đô lên tới cái mức là 40.000 đô nhưng mà Jim Cramer sau đó lại nói tốt về Bitcoin hai ngày liên tục rồi chúng ta thấy chúng ta đã có một cái sự điều chỉnh xuống tới cái mức này <laughs> hy vọng chúng ta thấy là cái phản ứng ngược của Jim Cramer vẫn tiếp tục xảy ra và để nhắc nhở các bạn nhớ đó Jim Cramer tháng 11 năm 2022 khi Bitcoin ở mức là 15.000 đô Jim Cramer ở trên đài CNBC chương trình Mad Money ông cũng đã nói là ông đã bán hết Bitcoin các bạn lúc đó không biết là bán ngày hôm đó hay là bán chưa đó bao nhiêu thời gian nhưng mà ông nói ông đã bán hết rồi tháng 12 một tháng sau đó năm 2022 khi giá Bitcoin ở mức là 17.000 đô các bạn có nhớ là Jim Cramer đã khuyên mọi người bất kể giá nào bán hết bịch khôi đi. Và bây giờ có thể ông nhìn thấy giá 40.000 đô thì cơ thể là không được vui rồi các bạn. <laughs> các bạn cũng nên thông cảm. Nhưng mà nói chung đó, thì Jim Kramer có thể đang troll Bitcoin. Tại vì trên căn bản đó, mỗi lần mà Jim Kramer tweet thì bên dưới cái tweet này đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất nhiều những cái comment nói Ok Jim Kramer đã bearish rồi. Tất cả chúng ta sẽ go chim mương. Thì có thể là Jim Kramer đang troll lại đây các bạn. Nhưng mà dù sao đây nữa chúng ta cũng thấy giá hôm nay cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. So với cái thời điểm làm video ngày hôm qua đó, thì giá Bitcoin tăng 0.5% các bạn. Tổng số vốn hóa cũng tăng phần trăm tương tự là 0.6% và tổng số vốn hóa thì vẫn hơn là 1,6 nghìn tỷ. Nhìn chung đó thì chúng ta cũng có một cái sự hồi phục cho nhiều o coi ngày hôm nay. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới những tin tức lớn đi. Thì chiều nay các bạn à, chúng ta sẽ có một cái đợt đáo hạn của option đầu tháng 1 các bạn, đây là đợt đáo hạn option lớn của đầu năm nay và cái thời gian đáo hạn đó sẽ xảy ra vào lúc là 3 giờ chiều ngày hôm nay ở Việt Nam, có nghĩa là 12 giờ khuya nay tại Cali và 2 giờ sáng tại Texas các bạn, chúng ta sẽ có cái đợt đáo hạn này nó lớn như thế nào, chúng ta có thể nhìn thấy được là cái con số mà đáo hạn đã lên tới cái mức khoảng chừng 93.000 BTC nghĩa là 3 tỷ 7 đô la các bạn và chúng ta có Ethereum đó thì cũng khoảng chừng là hơn 2 tỷ đô la sẽ đáo hạn nhưng mà quan trọng hơn là cái điểm Max Pay nó nằm ở đâu các bạn thì chúng ta cũng đã biết là option là quyền được mua và quyền được bán nhưng bên nào mà không rành thì hiểu đơn giản option nó không giống như là futures đây là một cái hợp đồng mà các bạn chỉ trả tiền để mua hợp đồng mà thôi và cho hợp đồng nó sẽ ghi là nếu như các bạn bullish đi các bạn nói là tôi muốn mua cái hợp đồng quyền được mua của tôi là 40.500 đô cho một bịch khoi thì tại sao một ai đó lại muốn mua hợp đồng như vậy trong khi giá bịch không bây giờ chỉ có 40.132 mà thôi? Tại vì lỡ như mà giá cả tăng vọt thì họ được quyền mua ở mức là 40.500 đô. Thay vì là nếu họ không có hợp đồng đó họ phải mua với cái giá thị trường có thể là cao hơn. Nhưng mà ngược lại, họ cũng không muốn bỏ hết tiền bây giờ để mua giá ở 40.132 tại vì có thể là giá sẽ xuống từ đây, nó giống như là một cái bảo hiểm gì đó các bạn. Và ngược lại, quyền được bán có nghĩa là put thì có nghĩa là họ sẽ nói là tôi muốn mua cái quyền được bán ở mức giả sử như là 40.000 đô đi lỡ như mà giá xuống thì tôi được quyền bán ở mức đó bao nhiêu bitcoin thì tôi được hợp đồng các bạn và ngược lại nếu như mà giá tăng lên thì tôi sẽ quỷ hợp đồng tại vì tôi cũng không cần phải bán tại vì giá đã tăng lên rồi thì không lý do gì bán ở mức thấp hơn có nghĩa là cost là đánh lên các bạn put đánh xuống hiểu đơn giản là như vậy và cái điểm quan trọng đó chính là cái điểm gọi là max pain các bạn đây là cái điểm mà nếu như mà giá ở đâu đó ở cái điểm này thì cả hai bên các bạn người đánh lên mà người đánh xuống call hay put thì những hợp đồng đó đều coi như là bị mất tiền hết và nếu như mà nhiều người tin vào thuyết âm mưu đó thì nghĩ là mỗi lần mà có nhiều cái option như vậy thì phần lớn option này được được bán bởi sàn giống như trong trường hợp này là đeo thì nếu như mà sàn muốn lấy hết tất cả cái số lượng tiền đó thì họ sẽ cố gắng đẩy giá Bitcoin vào cái điểm Max Pen tại vì ngay cái điểm này thì cả hai bên đều bị lỗ hết và họ sẽ là người mà có lời thì cái điểm Max Pen là điểm mà nhiều người quan tâm đến và ngay bây giờ mức là 41.000 đô cho một Bitcoin các bạn có nghĩa là bây giờ chúng ta mức là 40.157 đô la và chúng ta còn khoảng chừng thời điểm này là 5 tiếng nữa thì sẽ đáo hạn các bạn. Thì trong vòng 5 tiếng chúng ta có thấy một cây đợt cố gắng đẩy giá Bitcoin lên càng tới gần 41.000 đô càng tốt hay là không. Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi các bạn. Và ngược lại giá của Ethereum chúng ta thấy được là hiện bây giờ ở mức là 2.227 thì cái điểm max fan của Ethereum là 2.300 đô cũng tương tự như Bitcoin các bạn. Cái khoảng cách nó không còn xa nữa. Nếu như mà ai đó cố gắng đẩy về cái mức 2.300 đô trong vòng 5 giờ nữa, thì chúng ta thấy điểm đó là điểm max fan sẽ khiến cho cả hai bên đều lỗ nhiều nhất và người lợi nhất đây chính là người bán hợp đồng các bạn. Và hợp đồng đáo hạn thì tuần nào cũng có nhưng mà người ta quan tâm nhiều nhất là đáo hạn cuối tháng và cuối quý và đương nhiên là cuối năm các bạn. Tại vì đó là những lúc mà có nhiều hợp đồng hơn và À, thường đó thì chúng ta cũng không dành quá nhiều thời gian nói về option đâu tại vì nhiều khi cái mức giá max pay với mức giá hiện tại nó cách xa nhau lắm các bạn thì không có lý do gì chúng ta nghĩ là trong vòng vài tiếng đồng hồ có thể giá dao động nhanh như vậy ngoại trừ có tin tức gì lớn mà thôi nhưng mà lần này thì cái giá đó không có xa như là trước đây nữa và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bậc trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là nền tảng Socrates Socrates là một ứng dụng hỏi đáp trên web 3 kết hợp liền mạch các yếu tố của socialfi và File, nơi kiến thức không chỉ được khuyến khích mà còn được khen thưởng và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay nền tảng socrates được thiết kế với mục đích đơn giản cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng và hấp dẫn để tham gia vào các cuộc thảo luận và có cơ hội kiếm được phần thưởng chỉ với ba bước đơn giản để tham gia bình luận và tương tác đó, thì bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và kết nối ví khi bạn có tài khoản đó thì bạn có thể mua bút trên marketplace của nền tảng. Mỗi bút là một cái NFT ERC 721. Bạn có thể chọn mua bút phù hợp bằng cách nhấn vào mua ở đây. Mỗi bút sẽ có một cái ID duy nhất, giá tiền và cấp độ được hiển thị ở đây. Sẽ có thêm hai thông số quan trọng của bút đó là cái số lượng phiếu bầu và hệ số thu nhập. Bạn click vào mua và xác nhận. Bạn quản lý các bút của bạn ở tab pens của tôi và bạn có thể bán bút trên market như là các nền tảng giao dịch NFT thông thường khác. Qua đây thì căn bản các bạn cũng đã hiểu được nền tảng này hoạt động như thế nào. Các tài liệu như thường lệ Thùng sẽ để ở phần mô tả bên dưới cái video này. Như mà nào mà hứng thú có thể tìm hiểu thêm. Và các bạn cũng đừng quên là có thể tham gia vào các kênh mạng xã hội của Socrates để theo dõi các thông tin về giveaway dành cho cộng đồng. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video này và điều kế tiếp là chúng ta thấy ở trên Classno đó thì họ cũng đã có chia sẻ một cái biểu đồ. Biểu này cũng làm cho nhiều người khó hiểu tại vì chúng ta cũng đã thấy gần đây đó Classno nói là chúng ta có động tĩnh đến từ những cái công ty đào họ bán Bitcoin của họ, lý do tại sao nó chia sẻ trên video trước đó rồi liên quan tới Bitcoin Haven. Chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan những nhà đầu tư ngắn hạn đã mới đầu là họ chúc lời sau này họ thành cắt lỗ các bạn và chúng ta cũng có những cái động thái đến từ những nhà đầu tư dài hạn chút lời. Tất cả cái đó điều hợp lý nhưng mà cái điều mà họ chia sẻ ngày hôm qua đó thì khiến cho nhiều bạn cảm thấy là khó hiểu hơn tại vì họ có một cái biểu đồ các bạn biểu đồ này đã mỗi lần mà chúng ta thấy cái thanh mà màu cam này tăng lên có nghĩa là chúng ta có nhiều động tĩnh đến từ những nhà đầu tư long thơm các bạn nghĩa là những nhà đầu tư dài hạn và biểu đồ này là biểu đồ liên quan tới cắt lỗ không phải là chốt lời thì chúng ta nhìn thấy được là cách đây hai ngày đã có một cái đợt cắt lỗ đến từ những nhà đầu tư dài hạn và đó cũng là cái ngày mà chúng ta thấy giá Bitcoin xuống mạnh khoảng chừng là 38.000 đô gì đó. Thì như bạn sẽ nói là tại sao chúng ta lại thấy những nhà đầu tư dài hạn cắt lỗ trong khi họ đầu tư dài hạn mà thì họ phải có lời chứ. Thì đó là cái cách tính của Classno các bạn. Thì Classno đó thường họ sẽ nói những cái địa chỉ ví mà lưu trữ Bitcoin mà hơn 155 ngày. 155 ngày không phải là nhiều tháng lắm đâu các bạn nhưng mà khoảng chừng hơn 5 tháng mấy thôi thì họ đã coi như là nhà đầu tư dài hạn rồi thì đó là cái biểu đồ chúng ta đang nhìn trên màn hình thì điều mà các bạn phải nghĩ đến là không phải dài hạn hay ngắn hạn các bạn nên hiểu là mỗi lần mà chúng ta thấy giá cả có cái sự tăng trưởng nhanh nên chỉ dẫn đến là có nhiều người có lời và chúng ta cũng đã nhìn vào biểu đồ phần trăm Bitcoin có lời ở trên Classno rất nhiều lần các bạn chúng ta cũng đã biết là cái sự tăng trưởng cực kỳ nhanh từ thời điểm là tháng 9 cho đến cái thời điểm là tháng 1 của năm nay các bạn đầu năm nay thì cái phần trăm Bitcoin có lời đã tăng từ 62% đến cái mức cao đó là ngày 8 tháng 1 của bạn hai ngày trước khi có Bitcoin Spot ETF là 92.2% chúng ta đều biết đó là cái phần trăm rất là cao và chốt lời đó càng lên cao thì càng hàng chốt lời càng nhiều và chúng ta cũng đã có một cái sự điều chỉnh cái này thì nhiều bạn cũng đã biết rồi và cho đến ngày hôm nay đó để hướng zoom và các bạn sẽ thấy rõ hơn là cái phần trăm Bitcoin có lời dựa theo Classno là ở mức 78.3% mỗi lần mà chúng ta thấy có một sự điều chỉnh đó, thì nó thường sẽ bắt đầu từ nhiều người chốt lời các bạn rồi sau đó dẫn đến là nhiều người bắt đầu cắt lỗ chúng ta coi như đã qua cái phần đầu tiên là chốt lời rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần cắt lỗ các bạn nhưng vậy thì có phải chúng ta đã điều chỉnh xong rồi hay chưa thì câu hỏi này đã không ai trả lời được đâu các bạn cũng giống như là khi mà giá tăng đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cả phần trăm có lợi ngày càng tăng lên nhưng mà không ai biết được khi nào thì mới có một cái đợt chốt lời và cũng như vậy các bạn chúng ta đang ở trong cái đợt điều chỉnh thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn chúng ta đã bước qua cái giai đoạn thứ nhì của một cuộc điều chỉnh rồi đó là một số những cái tin hình thị trường tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đầu video chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới những cái cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn thì hôm nay cũng giống như là ngày hôm qua cũng như ngày trước đó chúng ta cũng thấy được là có nhiều Bitcoin được gửi lên trên sàn bởi Rayscale các bạn nhưng mà cái số lượng cũng đã giảm đi theo thời gian rồi Trước hết thì chúng ta hãy xem coi cái dòng tiền thống kê ngày hôm qua như thế nào thì đáng tiếc chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên màn hình là thống kê của ngày hôm qua lại tiếp tục là một ngày mà chúng ta có cái số lượng tiền vào ít hơn là cái số lượng tiền ra các bạn. Chi tiết hơn là chúng ta có tổng cộng là 429 triệu đô la được bán bởi Rayscale. Những quỹ khác đó thì cũng tiếp tục nạp thêm vào nhưng mà các bạn thấy được là cộng hết chín quỹ còn lại thì chúng ta vẫn có dòng tiền rời khỏi là 158 triệu. Điều các bạn nên hiểu là dòng tiền rời khỏi là rời khỏi Rayscale nhưng mà những quỹ khác đó thì dòng tiền vẫn tiếp tục được nạp vào chỉ là tốc độ không nhanh bằng Rayscale mà thôi. Và đây đã là cái ngày thứ ba liên tiếp chúng ta có hiện tượng này. Nhưng mà có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta nhìn vào cái cột GBTC thì các bạn sẽ thấy được là có một số những cái chỉ số màu đỏ như thế này. Đây là những cái con số đại diện cho bao nhiêu triệu rời khỏi cái quỹ GBTC của Rayscale. Ở bên tay trái đó, đó chính là cái ngày giao dịch các bạn bắt đầu từ ngày 11 tháng 1, cái ngày đầu tiên giao dịch của ETF đến bây giờ. Thì các bạn thấy được là ban đầu đó cái số lượng rời khỏi ngày càng tăng lên các bạn tới cái đỉnh điểm là cách đây khoảng chừng 4 ngày chúng ta thấy được là đó là cái ngày mà có tới 640 triệu đô la rời khỏi Rayscale nhưng mà từ ngày đó các bạn thấy được là càng ngày đó cái số nó lại càng giảm xuống có nghĩa là cái tốc độ bán của Rayscale cũng đã giảm rồi 640 triệu rồi kế đó các bạn thấy là 515 triệu rồi chúng ta thấy được là ngày hôm qua là 429 triệu mà ngày hôm nay chúng ta đã xuống hàng ba rồi các bạn chỉ có 394 triệu rời khỏi Rayscale mà thôi nghĩa là tốc độ bán của Rayscale đó ngày càng giảm xuống và đây đã là ngày thứ tư liên tục có cái hiện tượng đó xảy ra thì điều mà tôi muốn chia sẻ đây như thế này các bạn chúng ta có thể xem những thông tin này hàng ngày hiện bây giờ những quỹ lưu trữ bao nhiêu thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những quỹ lưu trữ cũng rất là nhiều họ lưu trữ tổng cộng trừ ra cái số lượng bán bởi scale rồi đó thì vẫn là 125.281 Bitcoin trong vòng chỉ có 8 ngày giao dịch thôi các bạn con số rất là nhiều và chúng ta nhìn thấy được dẫn đầu vẫn là BlackRock là 45.668 Bitcoin kế đó là Fidelity thứ nhì là 41.319 chúng ta có thể nói những thông tin này hàng ngày nhưng mà cả mà thường muốn các bạn có thể hiểu được là như thế này Chúng ta cứ nói tới là tin xấu đi, bad news. Bad news là tốc độ mua của BlackRock đang chậm lại. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng khi mà chúng ta xem hàng ngày đó các bạn. Cái cột iBit là của BlackRock thì cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ. Các bạn thấy được là tăng vọt từ 2.600 Bitcoin lên tới 25.000, rồi 28.000, rồi tới 33.000, 39.000, 44.000. Rất là nhanh các bạn. Nhưng mà ngược lại đó, cái ngày hôm qua và ngày trước đó, cái sự khác biệt đó chỉ có là 44.000 tới 45.000 mà thôi thì tốc độ tích lũy cũng đã chậm lại khi mà chúng ta nói tới BlackRock các bạn cái quỹ lớn nhất. Thứ nhì nữa là tốc độ bán của RayScale thì vẫn cao hơn là tốc độ thu mua của chính quỹ còn lại trong vòng 2 ngày qua đó là điều chúng ta cũng mới vừa nói tới rồi thì đó là bad news các bạn tin xấu nhưng mà tin tốt là như thế này good news thứ nhất là tốc độ thu mua của Fidel thì các bạn có thể thấy là khi thùng zoom vào đó chúng ta có thể thấy là tốc độ của BlackRock cái hàng đầu tiên này đã chậm lại nhưng mà ngược lại phải đeo đi cái hàng thứ nhì này các bạn thì tốc độ vẫn tốt từ 5.000 tới 20.000 tới 24.000 tới 30.000 tới 34.000 tới 38.000 và chúng ta thấy được là ngày hôm qua đã lên tới mức 41.000 rồi với tốc độ này thì Fidel thì có thể qua mặt cả Blackrock các bạn trở thành quỹ Bitcoin Smart ETF lớn nhất và có thể xảy ra trong vòng chỉ có vài ngày mà thôi. Đó là điều tốt đầu tiên. Điều tốt thứ nhì đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta nói tới tốc độ bán của Grayscale thì cũng đã chậm lại rồi. Các bạn cũng đã nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin rời khỏi của Grayscale đó. Cái hàng cuối cùng này chúng ta nhìn thấy được là mới đầu là họ có 617.000 rồi chúng ta thấy bán còn 581.000 rồi tới 566.000, 552.000 rồi 536.000, 523.000 và ngày hôm qua đó họ chỉ còn có 512.000 mà thôi. Đã có 100 là 6.000 bitcoin được bán bởi Grayscale của bạn và tất cả đã được thu mua vào bởi những quỹ còn lại và thậm chí cái số lượng mà thu mua thêm là 125.281 bitcoin thì cho chúng ta thấy được là tuy khi mà so sánh ngày này qua ngày nọ đó thì các bạn có thể dễ nhầm tưởng là wow Rescale bán nhiều quá nhưng quỹ còn lại đó không thu mua kịp là một vấn đề lớn nhưng mà khi chúng ta nhìn vào 8 ngày qua thì chúng ta vẫn thấy là lực mua vẫn cao hơn lực bán và cái con số 125.281 BTC này vẫn cao hơn con số được bán ra bởi Rescale là 106.575 và có nghĩa là hiểu đơn giản không phải là tất cả được bán bởi Grayscale được thu mua bởi những quỹ còn lại tại vì có một số là họ bán để chút lời nhưng mà ngược lại không phải ai thu mua cũng là những người mà đến từ quỹ Grayscale của bạn nhưng mà trừ hai cái này ra chúng ta vẫn có thêm 18.706 BTC được nạp vào những cái quỹ còn lại cộng với cái số được bán bởi Grayscale chỉ trong vòng 7 ngày thôi có nghĩa là cái con số này nó cao hơn 20 lần cái số lượng được đào mỗi ngày các bạn. Mỗi ngày chỉ có 900 Bitcoin được đào mà thôi Cái số được thu mua này đã là 20 lần con số đó rồi Cho chúng ta thấy được là nếu chúng ta nghĩ đến hàng ngày Giả sử như là những thời đào họ bán hết số lượng còn họ đào Thì cái số lượng đó được bán trên sàn OTC Trước đây thì đều được hấp thụ các bạn Bây giờ chúng ta lại có một nơi khác nữa cũng muốn hấp thụ cái số lượng đó Đó chính là những cái quỹ ETF khi nào chúng ta thấy Rayscale đó ngưng bán rồi thì chúng ta mới thấy bắt đầu những quỹ còn lại mới phát huy cái lực thu mua của họ trên sàn OTC. Và mọi thứ thì vẫn diễn ra như là chúng ta đã nói đến các bạn. Các bạn cũng đã biết là đó là những gì xảy ra ngắn hạn. Trung hạn chúng ta sẽ thấy được là những cái quỹ đầu tư này họ sẽ có những cái quảng bá huấn luyện nhân viên để mà bán sản phẩm của mình. Mà chúng ta thấy BlackRock đó họ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến vào ngày mai để mà quảng bá Bitcoin và cách tiếp cận Bitcoin thông qua quỹ ETF của họ là quỹ IBIT. Mọi thứ vẫn đang diễn ra như chúng ta nói chúng ta vẫn đang trong cái thời điểm là sự ảnh hưởng ngắn hạn chúng ta sẽ bước qua trung hạn và dài hạn như được chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng đã biết là hiện bây giờ đã nếu như mà tính theo cái số lốc đó thì có thể là còn khoảng 87 ngày nữa sẽ đến ngày Bitcoin Hai bình lần thứ tư các bạn nghĩa là đâu đó khoảng chừng tháng tư của năm nay khoảng ngày 20 nhưng mà cái ngày sẽ được thay đổi khi mà chúng ta càng đến gần hơn tại vì tùy theo tốc độ đào của Bitcoin là như thế nào nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là mọi thứ đó cho dù có hay không có Bitcoin Spot ETF thì nó cũng đang đi theo cái lịch trình mà chúng ta cũng đã nói tới trước đây trước khi mà chúng ta biết BlackRock đệ đơn của Bitcoin Spot ETF chỉ vì chúng ta thấy được là còn khoảng 80 ngày nữa là tới Bitcoin Halving lần thứ tư thì lịch sử giá Bitcoin 80 ngày trước Halving là, ra sao các bạn năm 2016 trước ngày Halving 80 ngày đó thì giá là âm 62% so với cái đỉnh cũ là của năm 2013 tương tự cái đợt Halving của năm 2020 thì lúc đó giá là khoảng 52% thấp hơn so với đỉnh cũ là của năm 2017 và ngay bây giờ các bạn chúng ta còn khoảng chừng là hơn 80 ngày nữa là đến hai bình kế tiếp thì giá bây giờ là âm 42% so với cái đỉnh cũ của năm 2021 là 69.000 đô thì uh, chúng ta thấy được là mọi thứ thì vẫn đang diễn ra như là lịch sử mà thôi Lịch sử sẽ không lặp lại 100% nhưng mà nó cũng sẽ có cái sự giống nhau các bạn. Giống như chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa bây giờ đã cao hơn so với năm 2020 và năm 2016 thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm giảm xuống từ đỉnh 80 ngày trước hai bình thì cũng đã thấp hơn theo thời gian các bạn 62% rồi tới 52% năm 2020 và hiện bây giờ là 42% thì cái đó là điều mà chúng ta cũng có thể hiểu được cũng giống như là mỗi một chu kỳ đó thì từ đỉnh đến cái mức đáy đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm nó thấp hơn theo từng chu kỳ và cũng tương tự cái mức đáy lên tới đỉnh thì mỗi chu kỳ nó đều có cái sự giảm xuống các bạn. Giống như là chúng ta nói tới chu kỳ của năm 2017 đi thì cái mức thấp trước đó nó chỉ có vài trăm đô thôi các bạn mà đã lên tới là 20.000 đô. Chu kỳ năm 2020 đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái mức giá thấp cuối năm 2018 đầu năm 2019 lúc đó là khoảng 3.300 đô và cái mức đỉnh là 69.000 đô các bạn nghĩa là chúng ta thấy là giá Bitcoin đã tăng 20 lần từ cái mức đáy của năm 2018 cuối năm đó đầu năm 2019 cho đến cái đỉnh của năm 2021 thì Chúng ta cũng đã thấy tuy là rất tốt nhưng mà nó đã giảm đi so với lại chu kỳ trước đó. Thì đợt này chúng ta cũng không thể nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng 20 lần từ cái mức đáy. Nếu như các bạn nghĩ là mức đáy Bitcoin là khoảng 15.000 đô thì các bạn phải nhân 20 lần. Nó mới bằng cái sự tăng trưởng của năm 2021 so với mức đáy trước đó. Nhưng mà khả năng là nó sẽ thấp hơn các bạn có thể là 10 lần, có thể là 6 lần, 5 lần. Chúng ta không biết được khi nào mà đã qua một chu kỳ rồi chúng ta nhìn lại chúng ta mới biết. Nhưng mà lịch sử vẫn cho chúng ta thấy được là càng ngày vốn hóa càng lớn. Cái sự dao động nó sẽ giảm xuống một chút và chúng ta nhìn thấy được là cái lợi nhuận nó cũng sẽ giảm theo. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Và có một tin tức khiến cho nhiều bạn lo lắng ngày hôm nay, đó chính là liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ các bạn. Thì trên màn hình đây là một cái thông báo đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Thì thông báo này đó là liên quan đến việc là họ coi định bán hơn 2.900 Bitcoin, khoảng 130 triệu USD liên quan tới Silk Road. Thì các bạn thấy là thông báo liệt kê hai lô Bitcoin như các bạn nhìn thấy là ngay bên trên này hai lô Bitcoin mà họ đã nói đến là hai lô này trị giá bao nhiêu Đầu tiên hết á, là trị giá khoảng chừng là 2.800 BTC là khoảng chừng 129 triệu đô la. Lô thứ hai là khoảng 58 BTC khoảng 3 triệu đô la. Trước khi mà mọi người hoảng loạn thì đây thứ nhất không phải là cái số lượng lớn đâu các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hàng ngày cái số lượng được bán bởi Grayscale trên sàn OTC đã là bao nhiêu rồi các bạn gấp 3 lần con số này cho nên đây không phải là một con số lớn và thứ nhì nữa chúng ta không biết khi nào họ mới bán các bạn đây là một cái thông báo mà thôi và thứ ba các bạn thấy được là họ liệt kê cái này theo lô thì có nghĩa là họ sẽ bán đấu giá khả năng cao là như vậy thì bán đấu giá sẽ không ảnh hưởng đến giá của thị trường cho nên trước khi mà các bạn quan tâm lo lắng thì các bạn cũng nên hiểu là cái này nó cũng không có liên quan nhiều đến giá cả trên thị trường đâu nhưng mà những bitcoin này đã là thuộc về ai các bạn là thuộc về về hai người thứ nhất là Ryan Farace và thứ nhì nữa là Sonbridge thì hai người này đã tại sao lại bị tịch thu Bitcoin thì vào tháng 11 năm 2018 Ryan Farris đã bị kết án tại tòa án tiểu bang Maryland vì âm mưu sản xuất và phân phối thuốc cấm để đổi lấy Bitcoin qua các giao dịch trên thị trường Darknet và chi tiết hơn là qua một trang web có tên là Silk Road như là con đường tơ lụa các bạn trước đây có một trang web cách đây rất rất lâu rồi các bạn những ngày đầu tiên của Bitcoin đó, thì trên trang web đó bán rất nhiều những hàng cấm và cái đơn vị tiền tệ được sử dụng đó chính là Bitcoin và cái người mà tạo ra trong web đó hiện bây giờ đã ngồi tù chung thân rồi nhưng mà cũng có nhiều người liên quan và Ryan Forrest là một trong những người mà liên quan các bạn và đã bị kết án cho nên có số lượng Bitcoin đã bị tịch thu thứ nhì nữa là Sean đây là một cụ đặc vụ cơ quan mật vụ các bạn nghĩa là một người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ và là một phần của lực lượng đặc nhiệm Silk Road ở thành phố Baltimore, ở tiểu bang Maryland các bạn. Người này cũng đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2015 các bạn. Nghĩa là người này đã đến bây giờ đã ra tù rồi. Liên quan đến việc là trong lúc mà điều tra ra thì người này cũng đã nổi lòng tham và đã trộm Bitcoin trong quá trình điều tra trang qua Silk Road này. Thì cái số lượng Bitcoin được tịch thu là đến từ hai người này thì có thể nhiều bạn sẽ nói là Bitcoin không thể bị tịch thu thì tại sao hai người này lại bị tịch thu Bitcoin của mình? Khả năng là hai người này đó khi mà bị kết án đó thì lo lắng các bạn và muốn giảm án và tình nguyện giao số lượng Bitcoin này ra để có thể được giảm án. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ mới có cái số lượng Bitcoin này. Đây là cái thông tin mà được nhiều người chia sẻ và hầu như đó mọi người chỉ chia sẻ cái số lượng mà chuẩn bị được bán mà thôi và không có nói chi tiết các bạn cho nên tôi muốn dành một thời gian để mà cho các bạn hiểu được cái sự ảnh hưởng của cái thông tin này là như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái quyết định đến từ SEC liên quan tới Ethereum. ETF các bạn và đây là quyết định liên quan tới quỹ của Rayscale thì Rayscale cũng có một cái quỹ Ethereum Trust hiện tại và họ cũng giống như là Bitcoin Trust trước đây họ muốn đổi thành Ethereum Smart ETF là một chuyện công ty mà đang chờ đợi SEC ra quyết định thì cuối cùng SEC đã quyết định là trì hoãn các bạn và cái này cũng không có gì là quá bất ngờ chúng ta đều biết là trong những tuần tới đây chúng ta sẽ nghe những cái đề xuất còn lại cũng sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 5 của năm nay các bạn đó là cái ngày quan trọng tháng 5 của năm nay chúng ta mới biết là kết quả cuối cùng trong năm nay sẽ có một cái quỹ Ethereum Spot ETF hay là không tại vì nếu như bị từ chối đó những cái công ty này có thể nộp đơn trở lại nhưng mà họ phải chờ thêm 8 tháng nữa như là lại phải chờ qua năm sau các bạn năm nay có hay không thì tháng 5 này mới là cái tháng mà quyết định khi nào mà tới gần và có thêm thông tin thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà những tuần tới đây đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy được là nhiều những cái tin tức liên quan tới trì hoãn ngoài trừ những tin tức này ra đó thì cũng có một số tin tức cũng lạc quan các bạn chúng ta có tin tức đến từ crypto.com thì crypto.com là một cái sàn lớn các bạn ở Hoa Kỳ và họ cũng đã có một cái thống kê, đây là thống kê số người dùng crypto của họ và họ cho thấy được là đã tăng 34% trong năm 2023 đạt khoảng 580 triệu người dùng crypto trên toàn thế giới. Và chi tiết hơn đó họ nói là cái số lượng người sở hữu Ethereum và BTC cũng đã tăng đáng kể cái số chủ sở hữu Ethereum tăng từ 89 triệu lên tới 124 triệu người dùng, trong khi mà cái số người sở hữu Bitcoin tăng từ 225 triệu lên tới 296 triệu người dùng trong cùng một kỳ. Dữ liệu này được cung cấp bởi sàn Crypto.com và họ kết hợp cái thống kê này để dựa vào tài liệu từ 23 sàn giao dịch và những dữ liệu on-chain với các yếu tố khác để mà đếm cái số lượng chủ sở hữu crypto trên toàn cầu. Dự đoán cho thấy là cái số người dùng crypto có thể tiếp tục tăng, đạt gần 950 triệu người vào cuối năm nay đó các bạn. Thì những cái chỉ số này nó có đáng tin cậy hay là không thì nó tương đối thôi các bạn, nhưng mà nó cũng là một cái cách tính năm này và năm nọ để chúng ta thấy được là có nhiều người dùng hơn so với năm trước hay là không. Chứ còn con số cụ thể đó, không ai biết được đâu các bạn, một người có thể có nhiều ví, một người có thể sử dụng nhiều sàn. Giống như chúng ta nói là trên thế giới này bao nhiêu người lưu trữ bàn, các bạn đâu nào đếm được cái hạn chúng ta chỉ có thể dựa vào một số những yếu tố và đưa ra ước tính mà thôi nhưng mà cái quan trọng là năm này qua năm nọ chúng ta dùng cùng một cái tính đó để xem coi là cái số lượng người tăng hay là giảm và chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng người đã tăng 34% so với lại thời điểm trước đó các bạn cho dù là năm vừa rồi là một năm mà chúng ta không có nhiều người mới đi vào thị trường này vẫn là một năm mà có nhiều người biết đến và sở hữu crypto dựa theo crypto.com và để nhắc nhở các bạn đó, thì vào ngày 29 tháng 1 các bạn còn vài ngày nữa thôi thì Google sẽ chính thức bắt đầu cho phép quảng cáo các sản phẩm crypto và điều này đó thì cũng dễ hiểu thôi các bạn. Trước đây đó, Google cực kỳ khó khăn luôn. Nói chung đừng có nói tới quảng cáo crypto các bạn. Hồi xưa đó khi mà nói tới crypto trên YouTube thôi đó thì các bạn cũng có thể là bị lock kênh, các bạn có thể là bị xóa video. Ngay cái kênh của Thuận cũng đã gặp rất nhiều rắc rối với lại YouTube các bạn. Đã bị xóa rất nhiều video và có một thời gian các bạn đã nhớ là cực kỳ căng thẳng đối với những cái youtuber liên quan tới crypto Cái bạn nói cái gì thì cũng bị cảnh báo từ youtube các bạn và có thể là bị xóa kênh Và cũng có một vài kênh crypto lớn cũng đã bị xóa bởi youtube các bạn Rồi sau đó là phải đợi đơn để mà kháng cáo rồi họ mới trả kênh trở về Nó không giống như bây giờ, bây giờ thì google cũng đã thoáng hơn nhiều rồi Và họ sẽ bắt đầu cho quảng cáo liên quan đến dịch vụ crypto bắt đầu từ tuần sau Lý do tại sao thì các bạn cũng dễ hiểu thôi Tại vì họ đương nhiên muốn cái số lượng tiền quảng cáo khổng lồ Sẽ đến từ những công ty forward rồi Và chúng ta hôm nay đó cũng sẽ có một cái thông tin liên quan tới CBDC các bạn Nhưng mà lần này là liên quan tới nước Anh Thì nước Anh đó họ nói là họ sẽ bắt đầu công việc thiết kế phiên bản tiền điện tử của quốc gia của họ Thì ngân hàng trung ương nước Anh cho biết là họ sẽ khám phá khả năng thực hiện và lựa chọn thiết kế cho CBDC, tiền điện tử quốc gia của họ. Và sau giai đoạn thiết kế này đó, thì Ngân hàng Trung ương nước Anh và chính phủ của quốc gia Anh sẽ quyết định là nên hay là không nên tạo ra CBDC. Và nếu như tiếp tục đó, họ sẽ ra lịch trình rõ ràng cho việc là tham vấn thêm về luật lệ và khả năng ra mắt thì theo lộ trình quyết định xem xét có xây dựng CBDC hay là không, đó, nghĩa là tiền kỹ thuật số quốc gia thì họ nói là sẽ phải đợi đến năm 2025 hay năm 2026 thì họ mới có quyết định và cần phải có được cái sự chấp thuận bởi quốc hội. Ở Hoa Kỳ các bạn đã biết rồi, cựu tổng thống Donald Trump nói là nếu đắc cử đó thì sẽ hủy bỏ và không cho phép Hoa Kỳ ra mắt CBDC. Tại vì ông tin tiền của số quốc gia là một cái công cụ để mà quản lý tài chính của người dân. Họ có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Và chúng ta thấy được là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhanh chóng tạo ra một CBDC. Như bạn nói là tại sao Hoa Kỳ chậm quá, không có muốn ra CBDC. Thật ra muốn ra là sẽ có liền thôi các bạn. Giống như chúng ta nhìn thấy được là những quốc gia như chúng ta nói tới ở Venezuela đó thì muốn có. Thì trong vòng một ngày đã có tiền được số ra rồi nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết không phải liên quan tới việc là các bạn phát hành hay là các bạn liên quan đến kỹ thuật như thế nào giống như bất kỳ công ty nào ngày hôm nay họ muốn Google Facebook Twitter bất cứ công ty nào mà họ muốn họ cũng có thể phát hành token riêng của họ ngay ngày hôm nay luôn nhưng mà có nhiều yếu tố cần phải xem xét nói tới tiền của số quốc gia đó thì một trong những yếu tố quan trọng đó chính là tương thích blockchain các bạn đây là một điều mà nhiều người cần phải hiểu là nếu chúng ta nói tới tiền của số quốc gia thì đương nhiên sẽ không gây dựng trên một cái blockchain công cộng rồi tại vì họ cần phải có cái độ quản lý cao hơn nhưng mà nếu như là blockchain của riêng quốc gia đó thì sẽ cực kỳ phiền phức các bạn giống như là các bạn là một cái Công ty mà các bạn sử dụng ví của nước Anh đi, các bạn làm ăn với lại công ty ở Hoa Kỳ và các bạn bây giờ muốn trả tiền cho công ty đó thì các bạn làm sao gửi từ nước Anh bộ Hoa Kỳ được sử dụng cái tiền kỷ số quốc gia. Hôm nay các bạn nói là người bên Hoa Kỳ. Bây giờ hãy lên trang web này, rồi KYC là người nước Anh, rồi tạo cái ví, rồi sau đó tôi gửi cho anh. Rồi sau đó làm sao các bạn thuận lấy tiền kỷ số quốc gia này từ nước Anh gửi qua làm sao Thuận chuyển thành cái gì đó để mà gửi vô ngân hàng của Thuận cho nên các bạn thấy được là có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ đến nó không có đơn giản như là các bạn nghĩ nhưng mà cũng có nhiều có giải quyết các bạn giống như là nhiều quốc gia nói là họ có thể là sử dụng một blockchain công cộng như là Ethereum thì đây sẽ là một cái token riêng biệt họ có quyền quản lý cao giống như là chúng ta nói tới Tether đi thì họ được quyền đóng băng họ được quyền phát hành tất cả là quyền của họ hết nhưng mà ngược lại khi mà di chuyển xuyên quốc gia đó họ sẽ dựa vào blockchain công cộng thì họ có thể dùng một cái giống như là wrap token hiện bây giờ wrap nó lên trên mạng lưới Ethereum rồi sau đó sẽ chuyển đổi thành một token khác qua một cái blockchain khác các bạn đó là cái cách mà họ muốn giải quyết hiện bây giờ đó là điều đầu tiên thứ nhì nữa làm sao để giải quyết cái mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại hiện tại các bạn nên biết là ngay bây giờ đó hệ thống tiền tệ của hầu hết các quốc gia là chúng ta có ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương là cung cấp dịch vụ cho những ngân hàng mà họ quản lý rồi người thường như thường với các bạn đó thì sẽ làm việc với những ngân hàng bình thường những ngân hàng thương mại bình thường các bạn chứ không phải làm việc trực tiếp với ngân hàng trung ương thường đâu có gửi tiền vào ngân hàng trung ương đâu các bạn cũng như vậy nhưng mà khi mà có tiền được số quốc gia rồi thì nó sẽ có một cái tác động lớn đối với hệ thống đó các bạn. Tại vì cái ví tiền kỹ được số gia thì sẽ được quản lý bởi ngân hàng trung ương. Thì chẳng khác gì thuận đi làm thuận lưu trữ CBDC thì tiền của thuận là gửi vào cho ngân hàng trung ương chứ không phải gửi cho ngân hàng thương mại bình thường. Thì nếu như vậy đã sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với dòng tiền của họ đối với việc là chính phủ muốn kích thích những cái giống như là cho vay để phát triển nền kinh tế tại vì người ta giữ tiền trực tiếp với chính phủ thậm chí lỡ như mà có những cái vấn đề liên quan tới bank run các bạn như là rút tiền hàng loạt đó thì làm sao giải quyết những người bình thường họ có thể là nhanh chóng chuyển hết cái tiền ngân hàng của họ thành CBDC lưu trữ với ngân hàng trung ương để cho an toàn thì có thể dẫn đến là những hàng bị sụp đổ các bạn cho nên nó có rất là nhiều thứ cần phải suy nghĩ đến chứ không phải đơn giản đâu cho nên các bạn thấy được là trong bài viết này của Yahoo đó cũng đã thấy được là có rất nhiều những cái đề nghị nó là ok. Người bình thường đó thì có thể là chỉ được lưu trữ con số là khoảng 10.000 tới 20.000 đô la bản anh mà thôi. Chứ không thể lưu trữ nhiều hơn tại vì lưu trữ nhiều hơn sẽ làm ảnh hưởng đến ngành ngân hàng. Và một cái đề nghị khác là không đâu con số mới thấp hơn là từ 3.000 tới 5.000 bản anh mà thôi tất cả những cái này đều đang được nói đến các bạn và đây là không chỉ riêng nước Anh mà tất cả quốc gia họ đều phải nghĩ đến những vấn đề này cho nên chúng ta mới thấy nhiều quốc gia nó tốn rất nhiều thời gian để họ có thể tạo ra một CBDC làm sao mà nó không ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ những cái tốt chúng ta cũng đã biết rồi nhanh hơn rẻ hơn tiện lợi hơn cho người dân nhưng mà ngược lại có những cái yếu tố chúng ta vừa nói đến là không tốt thì làm sao giải quyết và các bạn nên biết là không phải người dân nào cũng sử dụng internet bây giờ không phải người dân nào họ cũng thành thạo sử dụng điện thoại thì bây giờ các bạn lại nói là phải sử dụng ví điện tử thì đó cũng là một cái vấn đề lớn các bạn làm sao mà tất cả người dân các bạn có thể là nhanh chóng tiếp cận được và sử dụng ví điện tử một cách thành thạo và an toàn đó là những cái vấn đề mà những quốc gia đang đối đầu từ hiện tại, tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tại sao mà chúng ta cứ nghe nói CBDC mà nghe nói hòa như vậy năm này qua năm nọ mà những quốc gia lớn đó thì chưa quốc gia nào thực sự là đưa ra một CBDC hoàn chỉnh hết ngay cả Trung Quốc đã thực hiện nhiều năm rồi các bạn tới bây giờ họ vẫn là đang thử nghiệm trong một dùng nhỏ mà thôi rồi từ từ mới lan tỏa ra chứ chưa có phải là được sử dụng rộng rãi trong khi họ đã thử nghiệm rất rất nhiều năm rồi đây là lý do các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin khá là thú vị. Trước đây không lâu đó thì Avalanche Foundation, các bạn nghĩ là quỹ phát triển Avalanche, họ đã nói là họ rất là thích cái văn hóa meme trong thị trường crypto. Cho nên họ cũng muốn hưởng ứng cái văn hóa đó bằng cách là họ sẽ trích ra 100 triệu đô la từ một cái quỹ gọi là Culture Catalyst các bạn. Và họ sẽ dùng tiền này để mà đầu tư trực tiếp vào những dự án meme ở trên hệ sinh thái của Avalanche và chúng ta thấy được là sau đó thì Avalanche uh, cũng đã đặt ra những quy tắc cho kế hoạch thu mua meme coin của mình và Avalanche Foundation đó họ nói là họ đã bắt đầu thu mua một số meme coin bằng tiền từ quỹ của họ và để được xem xét đó thì một dự án meme coin phải đạt bốn điều này thứ nhất là cái dự án meme coin đó phải độc lập với người sáng tạo và phải là phiên bản original của bạn được tạo ra trên blockchain của Avalanche điều này có nghĩa là không có token phân bổ trước cho đội ngũ phát triển. Cái đó là cái nhóm người sáng tạo đã từ bỏ quyền sở hữu hợp đồng Mint và cuối cùng là không phải là bản sao của các meme trên các blockchain khác có nghĩa là không phải là một cái copy giống như là Shiba Inu hay là Dogecoin rồi copy và chuyển lên trên Avalanche phải là một cái lý tưởng hoàn toàn mới thì đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì họ nói tới là phải có ít nhất là 2.000 người nắm giữ trong đó có 100 đô lớn nhất sở hữu dưới 60% nguồn cung tại vì họ không muốn một cái dự án meme mà được lưu trữ quá nhiều bởi cá voi thứ ba nữa là họ nói là phải có hơn 200.000 đô la thanh khoản được cung cấp bởi ít nhất là 50 người tham gia vào cung cấp thanh khoản đó và điều cuối cùng Điều thứ tư, ít nhất là 1 triệu đô la vốn hóa và có ít nhất là 100.000 đô la khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 2 tuần các bạn thì những cái mà họ đưa ra những cái quy tắc này cũng không phải là khó khăn lắm đâu có thể là sẽ có rất nhiều những cái dự án meme coin sẽ phù hợp với nguyên tắc này và dự án nào được họ lựa chọn thì họ không có nói các bạn họ sẽ có một cái sự lựa chọn riêng của họ nhưng mà để được họ để mắt đến là phải có bốn cái yếu tố này thì đối với một cái dự án meme coin mà các bạn thấy là chỉ mới bắt đầu mà thôi chỉ à, bắt đầu giao dịch trong một thời gian ngắn chứ như một tháng gì đó rồi có được cái số lượng người nắm giữ Uh, mà họ nói ở đây và có cái số lượng khối lượng giao dịch như là họ nói đó thì uh, các bạn có nghĩ đi nếu như mà cái số lượng họ chăm vào là vài trăm ngàn thôi cũng có thể thay đổi meme coin rất là nhiều điều mà thuận không hiểu là họ sẽ thu mua những cái meme coin này rồi sau đó như thế nào nữa các bạn thu mua thì điên tốt rồi các bạn sẽ kiến cho nhiều dự án meme coin sẽ có vốn rồi họ bắt đầu là phát triển hơn nữa nhưng mà ngược lại khi nào họ mới bán các bạn Nếu như mà họ thu mua giải sinh như vài triệu đô la một meme coin nào đó Mà cái dự án đó đang nhỏ Rồi chúng ta thấy được sau đó họ lại bán khi mà dự án đó Có sự tăng trưởng thì đương nhiên là không có tốt rồi các bạn Thường chỉ chưa biết cái phần đó mà thôi Nhưng mà đây cũng là một cái ý nghĩ khá là mới mẻ các bạn một cái quỹ của một cái blockchain sẽ đầu tư trực tiếp vào meme coin để phát triển văn hóa meme trên cái nền tảng của họ và meme coin các bạn có thể thích hay các bạn có thể không thích nhưng mà sự thật là meme coin là một trong những thứ mà có thể kéo tới rất nhiều người mới bao trong thị trường crypto này các bạn. Các bạn đã nhớ là năm 2021 đó nhiều người đến với crypto tại vì họ nghe nói tới NFT, họ nghe nói tới meme coin họ cảm thấy là thú vị, họ mới tới thị trường này chứ còn bây giờ đó nếu các bạn nói tới Bitcoin Ethereum thì nó khá là khô khan đối với người mới đó các bạn. Những người mới họ chỉ thích những cái giống như là meme coin, họ cảm thấy được là thú vị thì mới kích thích họ tìm hiểu thêm về thị trường này rồi họ mới tìm hiểu nhiều hơn nữa về Ethereum, về Bitcoin và những cái nền tảng lớn khác. Và hy vọng là họ thấy được giá trị và ở lại với thị trường này dài hạn không phải ai cũng như vậy nhưng mà meme coin cũng là một cánh cửa để mà thu hút người mới đi vào thị trường này chúng ta đương nhiên cũng có một số những cái tin tức cũng đáng tiếc các bạn chúng ta có một cái tập đoàn đó là tập đoàn viễn thông kt tại hàn quốc họ thông báo là sẽ đóng cửa nền tảng nft của mình vào đầu tháng 3 các bạn lý do là tại vì hiện bây giờ đã thu nhập giảm sút và không thấy tiềm năng tạo ra thu nhập trong ngắn hạn nữa cái video này cũng đã khá dài rồi Sơn sẽ cố gắng chia sẻ những tin tức còn lại với các bạn nhanh nhất có thể thì chúng ta cũng có một cái tin tức liên quan đến cg các bạn đã rất lâu rồi không nghe nói tới cg và chúng ta cũng không thấy cg xuất hiện ở trên twitter nữa một thời gian dài rồi thì theo hồ sơ đến từ tòa án tuần này đó thì các luật sư của cg đã yêu cầu là cg được phép về uae các bạn nghĩa là những tiểu vương quốc ả rập để có thể hỗ trợ nhập viện và phẫu thuật cho một cá nhân giấu tên cái nhóm pháp lý của CG cũng đề nghị cái số tiền trị giá là 4 tỷ rưỡi đô la để mà đảm bảo sự trở lại Hoa Kỳ của CZ. Mặc dù vậy nhưng mà thẩm phán cũng đã từ chối một lần nữa quyết định là không cho CG rời khỏi Hoa Kỳ. Thường cảm thấy được có cái gì đó chúng ta không có biết rõ đây. Tại vì có rất nhiều điều thuận có dấu chấm hỏi các bạn liên quan đến CG đi. Thì chúng ta biết là CG cũng đã nhiều lần nói là muốn về UAE rồi bị từ chối và chúng ta cũng đã thấy được là lần này đã liên quan tới nhập viện và hội thuật nhưng mà lại liên quan tới một cá nhân giấu tên không biết người này là ai và có phải là người thân của CG hay là không thứ nhì nữa là chúng ta biết bây giờ đã là cuối tháng 1 rồi và tháng 2 là ngày mà sẽ ra tòa của CG để mà lãnh án và chúng ta biết là cái án sẽ đâu đó khoảng chừng là 12 tới 18 8 tháng và không biết là sẽ là tù treo hay là cần phải vô tù thật sự thì tới đó chúng ta mới biết được nhưng mà cái thời gian bây giờ tới đó cũng đã cận kề rồi nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy được là những cái đề nghị của cg là đưa cái số tiền trị giá là 4 tỷ rưỡi usd đây là cái số cổ phần mà cg có để mà làm đảm bảo nhưng mà tòa án cũng không có muốn cho cg rời khỏi thì cũng có thể là có cái gì đó ở đây mà chúng ta chưa có hiểu thì tôi nghĩ là trong vòng một tháng là chúng ta sẽ biết sự thật mà thôi về tình hình của thị trường chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là tiếp tục có một cái ngày màu xanh các bạn chúng ta nhìn thấy được là Dow... S&P 500 và Nasdaq đã cả ba đều xanh ngày hôm nay. Pre-market thì điều chỉnh xuống một chút các bạn nhưng mà chúng ta đều biết là gần đây chứng khoán Hoa Kỳ rất là tốt. Hợp đồng của dầu đó thì lại tiếp tục tăng thêm một chút nữa các bạn. Vẫn ở mức gọi là ổn định từ 70 tới 80 đô nhưng mà chúng ta đã thấy là tăng lên tới mức 76 .89 đồng 89 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng vàng đó thì ngày hôm nay so với hôm qua cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2.021 đô cho một ounce vàng. Và chúng ta cũng đang nhận được cái chỉ số GDP quý 4 các bạn tổng sản lượng bước nội và nó đã cho chúng ta một con số rất là tốt là 3.3% các bạn. Con số này đã cao hơn nhiều so với ước tính là 2% của những cái nhà phân tích. Có nghĩa là chúng ta thấy là Hoa Kỳ dựa theo chỉ số GDP vẫn đang rất là tốt thì nó cũng phù hợp với lại cái câu chuyện mà Fed muốn chia sẻ là lạm phát giảm xuống, kinh tế vẫn tốt, hạ cánh mềm vẫn đang xảy ra. Nhưng mà con số này nó thật sự là tốt hơn nhiều người tưởng tượng các bạn. Tại vì nó thật năm ngoái đó là một năm mà kinh tế Hoa Kỳ đã chậm lại. Đương nhiên là cái số lượng người thất nghiệp đó thì vẫn đang mức thấp các bạn. Và đương nhiên hiện giờ có người thất nghiệp nhưng mà cũng không có phải là nhiều như là chúng ta thấy là thất nghiệp tràn lan giống như năm 2008. Nhưng mà vẫn là một năm mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng rất là chậm và nhiều người cũng không còn chi tiêu nhiều như trước nữa cho nên chúng ta mới thấy là cái phần trăm lạm phát giảm xuống Chúng ta hãy xem coi là tuần sau đã Fed sẽ có những cái suy nghĩ gì khi mà đã có cái chỉ số CPI mới nhất, khi mà đã có thông tin liên quan tới GDP thì họ sẽ ra dấu hiệu gì về khi nào năm nay chúng ta mới có cái sự giảm lãi suất. Và chúng ta cũng thấy được ngày hôm nay đó thì Tesla đã có cái sự giảm xuống 12% thì cổ phiếu của họ lại được thu mua bởi Cathy Wood các bạn của Ark và Ark ngày hôm nay đã thu mua tổng cộng là 177.870 cổ phiếu Tesla các bạn cho hai quỹ của họ như các bạn nhìn thấy trên màn hình hai quỹ này đã thu mua vào số lượng lớn của phiếu Tesla ngày hôm nay và chúng ta cũng có những cái thông tin là tiếp tục có nhiều công ty sa thải các bạn chúng ta có Paramount CEO đó Paramount là công ty mà sản xuất phim sản xuất những cái giải trí thì CEO của Paramount nói là ông sẽ có một cái thông báo liên quan đến sa thải nhân viên. Sa thải bao nhiêu người thì chúng ta chưa biết hiện tại. Nhưng mà chúng ta biết là sáng hôm nay đó thì Microsoft đã thông báo họ sẽ sa thải 1.900 nhân viên của Activision Blizzard các bạn công ty mà họ vừa mới thu mua công ty làm game và Xbox hai công ty này sẽ có một số nhân viên bị sa thải và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, Binance, Alinityx và một số những dịch tiêu khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bằng nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.